đợt này ai sẽ bước lên? Em lên. Con gái lên. Anh Lâm, anh để em lên. Anh hả? À, em để em chứ không của mình mà. Không, em phải lên. Gái em. À. Không phải để nói em phải lên. Ví dụ nếu mà chút nữa một lần nữa lặp lại em đâu lên được lần nữa. Vậy em hả? Hiểu không? Vậy đúng hả? Rồi, đúng em rồi. Em có thể lên trời 2 lần. Ơi. Chiến thuật kỳ á. Chiến thuật kỳ á. Nó ra chiến thuật kìa. Em thi. Yeah. Chị em tương tàn. Mày đen quá vậy Thư. Ừ, tại vì chị thì tên da của em thì xài kem trộn. Ai lên trước? Ai lên trước? Nói xì đi. Quả tôi xì. Đâu? Thắng trước đi. Lên. Ủa em thấy kỳ ghê á. Em thôi. Thấy em thấy bình thường á, là cái gì mà ai mà đi sau là bình thường là em đọc, trong khi đó ổng chửi em tanh nắp lúc nào cũng đòi đi sau. Đã ghê. Đó gọi là quả báo. Quả báo đúng vậy. 2 phút dành cho Nam Thư nhanh như chớp. Câu đầu tiên, thù nào ai cũng muốn được nhận? Thù lao. Lên. Bởi vậy em nói trả là thù diện là thù dai. Đúng rồi. Tiếp tục là đối chữ. Con gì không có giới tính đực? Đối chữ nha. Rất dễ, nhìn thẳng vô câu hỏi là có câu trả lời. Con gì không có giới tính đực? Hiểu không? Con cái. Con cái. Lên. À, hay quá. Lên. À, hay quá. Hay quá. Hay quá. Đâu cần gì đâu xa xôi. Rồi đúng rồi nhờ, hay nhờ. Đơn giản là đúng không? Quá dễ. I love you. Mới có 2 câu à. Đúng được, cũng lớp nữa. Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại. Cho em theo anh nhé, theo anh tới tận cùng của hạnh phúc. Yêu em, yêu em nhé, my baby boy. Bố chồng và mẹ chồng đi xét nghiệm ADN có cùng huyết thống không? Bố chồng. Trời. Và mẹ chồng. Đúng. Không, không. Lên. À, hỏi khó. Khi gặp biển báo cấm xe máy, xe đạp, xe ô tô, có được phép đi tiếp không? À, cấm xe máy, xe đạp, đi xe ô tô được. Lên. Cấm loại nào thì loại đó bị cấm thôi. Đơn giản. Bánh gì mang tên một loại trái cây? Bánh gì mang tên một... À, bánh cam. Bánh cam. Lên. Dễ không? Dễ đúng không? Quá dễ. Trời ơi, ơi câu này ngày xưa đi học nghe mỗi ngày luôn. Mỗi lần đi học là tới bây giờ mọi người vẫn hay nói. Cái gì từ thiên nhiên ở nước ta thường được ví như bạc và vàng? Thiên nhiên ở nước ta, cái gì từ thiên nhiên mà được ví như bạc và vàng? Rừng vàng biển bạc. Lên. Yeah. Đây là câu đối chữ, cũng đơn giản thôi. Sao nào nhiều nước nhất? Sao nào nhiều nước nhất? Đối chữ. Sao nào nhiều nước nhất? Sao nào nhiều nước nhất? Sao nước thủy? Sao thủy? Sao thủy? Đúng rồi. Lên. Hoặc là chúng ta có thể nói một đáp án khác. Sao thủy nhiều nước bởi sao? Thủy là nước. Đáp án khác ai biết? Sao biển? Sao biển hả anh? Biển là nước nhiều. À. Chà, cái này quá đơn giản. À, anh nghe em hồi hộp lắm. Để dự đoán thử lên được câu số 10 không? $20,000 đang chờ em. Và dĩ nhiên thời gian còn nhiều. Hồi nãy bây giờ mình không ngừng lại, mình trả lời rất là nhanh. Trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không bị nhốt ở dưới ngũ hành sơn bao nhiêu lâu? Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới ngũ hành sơn bao nhiêu lâu? Hai trăm năm. Không chính xác. Trời ơi. Hai chục. Cái gì vậy ta? Quá vội vàng, xin lỗi đồng đội. 500 năm. Quá dễ luôn nè. Nghe trả lời xong 2 câu sau rồi tiếc nuối nè. Tàu gì nóng nhất đối chữ? Tàu gì nóng nhất? Tàu quả. Lên. Trong phim Tom and Jerry, con
Tom là con mèo đực hay mèo cái? Mèo đực. 20 triệu. Thôi. Tiếp anh, tiếp anh. Đề thi bị nốt với Ngôn Sơn 500 năm sau đó ai cứu? Bồ Tát mới sai Đường Tăng đi ngang qua cứu để cùng đi thỉnh kinh. Đúng rồi, em sai, em vội vàng quá. 20 triệu đồng. Quá tiếc nuối luôn. Chán thiệt. Ba Tư là tên gọi của quốc gia nào? Hết giờ. Thì ra 20 triệu nó tan biến thưa quý vị. Và khả năng Lê Dương Vũ Lâm lấy được 20 triệu là cao. Dạ. Yeah. Như vậy là Nam Thư mang về 7 đáp án liên tiếp, chúc mừng. Trời ơi, 20 triệu. Các bạn thấy dễ không? Dễ. Quá dễ. Ôi, uổng quá à. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại Lê Dương Bảo Lâm. 20 triệu. Các bạn nghe la quá vậy anh, bao nhiêu câu vậy anh? 7 câu. Trời ơi. Không, Lâm sẽ được 20 triệu. Bảo đảm thiệt. Dễ lắm. Dễ. Chị mời chỉ lên. Sơ xuất thôi. Sơ xuất hả? Ừ. Đúng vậy. Thiệt không chị? Thiệt. Thiệt không? Như em phải vượt qua chướng ngại vật. Trời ơi, ủa sao xui vậy? Ủa, bây giờ cho tôi hỏi nè, Long không có thích mình mà tại sao cứ đi thi đòi sao hoài vậy? Ủa, nó cũng mất quy định là làm bậc thứ hai đúng không? Ủa, xem chương trình bao nhiêu lần mà tự rồi tôi sẽ rút kinh nghiệm, xin lỗi bạn, bạn đọc đi. Wow. Lê Dương Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bây giờ thật sự ra là những câu hỏi sau đây đối với Lâm là rất dễ, khả năng kiếm được 20 triệu là rất cao. Bây giờ chúng ta phân tích để giữ lại được 20 triệu cho chương trình là nhờ vào tài năng của Harry Won. Anh hiểu không? Có anh ơi, em lúc nào cũng đập tốt hết trơn á. Hãy giúp chương trình, chúng ta sẽ được mời thêm 4 mùa nữa. Dạ. Harry Won, hãy giúp anh được 20 triệu sẽ cho em 3 triệu đi trị đớt. có cái bây giờ ta trị đớt thiệt. Giúp nha Harry Won. Dạ, sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Ok. Câu hỏi bắt đầu. Rồi. Thù nào ai cũng muốn được nhận? Thù lao. Chính xác. Con gì không có giới tính được? Con gì? Đối chữ. Con gì không có giới tính? Con gái. Con gái đâu có được. Đúng rồi, lên. Đây là liên quan tới khoa học. Rồi, chết tôi rồi. Bố chồng và mẹ chồng đi xét nghiệm ADN có cùng huyết thống không? Bố chồng và mẹ chồng không. Chết lên. Yeah. Được 20 triệu quá. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi gặp biển báo cấm xe máy, xe đạp, xe ô tô có được phép đi tiếp không? Cấm xe máy, xe đạp, xe ô tô có được phép đi tiếp không? Được. Chính xác. Lên. Nhìn nét mặt bả vậy, mặt cười được, mặt cười đó. Harry, em diễn lạnh lùng vào. Lạnh lùng. Không, diễn đúng cái nét của anh. Bánh gì mang tên một loại trái cây? Lạnh lùng rồi đó. Bánh gì mang tên một loại trái cây? Đúng rồi. Bánh gì mang tên một loại trái cây? Bánh chưa biết luôn, không biết luôn. Bánh gì mang tên một loại trái cây? Trái me, trái cóc, trái mắt, bánh. Bánh gì mang tên loại trái cây trời? Qua bánh mẹ. Bánh mẹ tôi nấu được không? Mẹ tôi nấu đặt tên là trái mẹ. Rồi. Nè. Rất nhiều, ví dụ như bánh cam, rồi bánh bánh chuối. Bánh xoài. Bánh táo. Ủa, ờ ha. Bánh táo. Bánh làm bằng gì trời ơi. Tiếp đi, đừng mất thời gian của tôi nè. Nói chuyện có mất thời gian đâu mà kiếm chuyện tôi hoài à. Ủa vậy hả? Nãy chị có bị tụt không? Tốt. Ủa vậy hả? Không, ông chị lên xong chị tụt. Cái này thì lên. Cái gì từ thiên nhiên ở nước ta thường được ví như bạc và vàng? Rừng vàng biển bạc. Yeah. Xuất sắc. Sao nào nhiều nước nhất? Sao nào nhiều nước nhất? Sao nào nhiều nước nhất? Sao biển. Chính xác. Có
thích Tayuki không? Không, hỏi nhiều đi, vô rồi không có thích gì ta đi. Không ai mượn bà giao lưu á, bà bị đớt rồi bà giao lưu nhiều. Phải chi anh Giang giao lưu không nói gì. Ông đối xử với tôi vậy đó. Lẹ đi, ra đây ơi. Người ta làm em giảm bớt căng thẳng. Không, em không cần, em không cần, em đang căng lắm. Đọc đi, lẹ đi. Trời đất ơi. Đây, câu hỏi như sao? Trong phim Tayuki, Tôn Ngộ Không bị nhốt ở núi Ngũ Hành Sơn bao lâu? 500 năm. Chị sao? Trời ơi, chị sai câu đó, chị nói 200. Tàu gì nóng nhất? Đốt chữ. Tàu quả. Chị lên. Sao? Bạn nắm câu chưa? Trời ơi, dữ gì bà Thư giỏi vậy? Trong phim Tom and Jerry, con Tom là con mèo đực hay là mèo cái? Mèo đực. Chính xác. Ba Tư là tên gọi cũ của nước da nào? Ba Tư là nước Ấn Độ. Không chính xác. Iran. Đáp án là Iran. Iran hả? Xém rồi anh. Như vậy là Dương Bảo Lâm đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu.